Giá vàng nhẫn liên tục điều chỉnh giảm mạnh gần 1 triệu đồng một lượng sau vài tiếng giao dịch vào buổi sáng. Đến đầu giờ chiều hôm qua 8 tháng 6, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm về sát mốc 74 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào lúc 14 giờ hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn từ 72 triệu 600 ngàn đồng đến 74 triệu 200 ngàn đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 900 ngàn đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Công ty vàng Phú Nhuận cũng điều chỉnh giảm 900.000 đồng một lượng vàng nhẫn, còn 72.600.000 đồng đến 74.400.000 đồng một lượng mua vào bán ra. Giá vàng nhẫn của tập đoàn Doji giảm 900.000 đồng một lượng xuống 73.450.000 đồng một lượng đến 74.900.000 đồng một lượng. Bảo tính Minh Châu giảm 700.000 đồng một lượng vàng nhẫn xuống còn 73.520.000 đồng đến 74.820.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn giảm cùng chiều với giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới niêm yết 2.294 đô la Mỹ một ounce, giảm 81 đô la Mỹ một ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng được các ngân hàng và doanh nghiệp giữ nguyên so với hôm trước ở mức 74.980.000 đồng đến 76.980.000 đồng một lượng.